kính thưa đoàn đại biểu, thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 của đảng, sau một thời gian chuẩn bị công phu nghiêm túc được sự đồng ý của Bộ Chính trị, hôm nay Đảng bộ tỉnh Hòa Bình chính thức khai mạc đại hội lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt toàn chủ tịch đại hội, tôi xin gửi tới các vị khách quý và 347 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 75.000 đảng viên tiêu biểu cho trí tuệ, ý chí, tinh thần đoàn kết và sức chiến đấu của đảng bộ, quân và dân trong tỉnh về sự đại hội lời chào trân trọng và lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa đại hội chúng ta rất vinh dự, phấn khởi chào đón các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đảng, nhà nước, các bộ ban, ngành trung ương về sự chỉ đạo và chúc mừng đại hội. Đại hội vinh dự và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, ủy viên Bộ Chính trị thay mặt Bộ Chính trị dự và trực tiếp chỉ đạo đại hội. Đại hội nhiệt liệt chào mừng đồng chí Hoàng Đăng Quang, ủy viên Trung ương Đảng, phó trưởng ban tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo đại hội. Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Trần Hòa, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, nguyên phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Trung ương. Đồng chí Lý Hữu Cường, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên phó trưởng ban thường trực ban dân vận Trung ương. Đồng chí Lương Ngọc Bính, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng chí Trung tướng Nguyễn Hữu Cường, nguyên tư lệnh quân khu 4. Đại hội nhiệt liệt chào mừng các đồng chí Trương Quang Hoài Nam, phó trưởng ban đối ngoại Trung ương Đảng. Đồng chí thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, phó chính ủy quân khu 4. Đại hội xin chào mừng các đồng chí nguyên phó bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, nguyên phó chủ tịch hội đồng nhân dân, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, nguyên tỉnh ủy viên đã nghỉ hưu chuyển công tác trong nhiệm kỳ, các đồng chí lãnh đạo các ban tham mưu của tỉnh ủy. Đại hội vô cùng vinh dự được đón nhận lãng hoa của Bộ Chính trị, ban bí thư chúc mừng đại hội. Đại hội xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí trong tổ chỉ đạo đại hội, các đồng chí đại diện cho các lãnh đạo các bộ các ban văn phòng trung ương về dự và theo dõi đại hội. Đại hội vui mừng nhận được thư chúc mừng, thăm hỏi của các ban bộ ngành, mặt trận đoàn thể trung ương, các tỉnh thành phố, các đại sứ quán, các tổ chức cá nhân gửi tới đại hội. Đại hội chào mừng các đồng chí phóng viên, các cơ quan thông tấn, báo chí của trung ương và địa phương đến dự, theo dõi, đưa tin và tuyên truyền về đại hội. Đại hội xin trân trọng cảm ơn sự có mặt, những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí đối với Đảng bộ tỉnh Quảng Bình. Kính thưa đại hội, trong giờ phút trọng thể này, với lòng biết ơn vô hạn, đại hội thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện đảng ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, tư tưởng của người mãi là tài sản vô giá, là nền tảng lý tưởng kim chỉ nam cho mọi hành động của đảng và của cách mạng Việt Nam. Đại hội thành kính tưởng nhớ các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đã chọn đời hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng tổ quốc quê hương. Đại hội thành kính tưởng nhớ đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tổng tư lệnh đầu tiên, người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Quảng Bình. Lúc sinh thời, mỗi dịp đại hội, dù bộn bề công việc, đại tướng vẫn gửi thư chúc mừng và kỳ vọng tin tưởng vào sự phát triển của quê hương. Đại hội trân trọng gửi tới lời tri ân sâu sắc đến các bậc lãnh đạo lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình có công với nước, thân nhân liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các thế hệ đảng viên, cán bộ, đồng bào chiến sĩ đã công hiến không quên tiếp máu xương cho sự nghiệp cách mạng của đảng, của dân tộc và quê hương của mình. Trong những ngày tháng 10 vừa qua, trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Quảng Bình đã xảy ra đợt mưa lũ lịch sử trên diện rộng, gây tổn thất, thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đại hội xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình,
có thân nhân bị mất, bị thương và xin gửi lời thăm hỏi ân cần đến nhân dân trong tỉnh và nhân dân các tỉnh trong khu vực. Đặc biệt, bài hội xin chia sẻ với những mất mát, hy sinh vô cùng to lớn của cán bộ chiến sĩ quân khu 4. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội, quán triệt và thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị trong thời gian qua, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội các cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 đã khẩn trương tích cực chuẩn bị cho đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Các văn kiện chỉ đạo lần này đã được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 16 đầu tư công sức và trí tuệ, xin ý kiến góp ý của các ban, bộ, ngành, trung ương, tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, triển khai theo nhiều hình thức lấy ý kiến góp ý của các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể. Nhiều chuyên gia, nhà khoa học, nhân sĩ, trí thức, tướng lĩnh, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, tổ chức thảo luận tại các đại hội đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy và lấy ý kiến góp ý rộng rãi của nhân dân. Việc chuẩn bị phương án nhân sự trình đại hội cũng đã được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, hướng dẫn của trung ương, bảo đảm nguyên tắc dân chủ, khách quan, tạo được sự đồng thuận và nhất trí cao. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa 16 cũng đã báo cáo và tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoàn thiện các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự để trình đại hội. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa đại hội, đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 17 được tiến hành trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Cả nước nói chung và tỉnh ta nói riêng vẫn đang tiếp tục phải đối phó với đại dịch Covid-19, đồng thời phải nỗ lực đối phó và khắc phục hậu quả đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, đại hội này có nhiệm vụ hết sức quan trọng. Thứ nhất, tiến hành đánh giá, kiểm điểm toàn diện, khách quan, nghiêm túc về thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 16 nhằm đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, đặc biệt là những nguyên nhân chủ quan của hạn chế khuyết điểm, rút ra các bài học kinh nghiệm. Đồng thời, gắn kết kiểm điểm, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ vừa qua với việc triển khai thực hiện các nghị quyết của trung ương, đặc biệt là nghị quyết trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn đảng, chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quy định của Ban chấp hành trung ương về trách nhiệm nêu gương, và thông qua đó xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025 trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Thứ hai, đại hội sẽ bầu ra ban chấp hành đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm những đồng chí thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ, bảo đảm yêu cầu cả về tiêu chuẩn và tiêu cấu để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17 nhiệm kỳ 2020-2025. Thứ ba, đại hội sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình đại hội 13 của đảng, dự thảo các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Đồng thời, đại hội cũng sẽ thảo luận về những giải pháp khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ nhằm nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh sau lũ lụt, cũng như xây dựng hệ thống các giải pháp tăng cơ bài bản để phòng ngừa và ứng phó với tác động thiên tai bão lụt trong hoàn cảnh biến đổi khí hậu. Thứ tư, đại hội sẽ lựa chọn và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng, đảm bảo về số lượng, cơ cấu, chất lượng, tiêu biểu cho trí tuệ đảng bộ và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong tỉnh để tham gia đóng góp vào những công việc trọng đại của đảng, của đất nước. Kính thưa đại hội đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 17 diễn ra trong thời đại biểu hết sức khó khăn, đòi hỏi sự linh hoạt, chủ động. Do đó, việc tổ chức thành công đại hội thể hiện ý chí, khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh. Đại hội đã lựa chọn chủ đề tăng cường xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, đảm bảo quốc phòng an ninh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, chủ động hội nhập quốc tế, phấn đấu đưa Quảng Bình trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực Bắc Trung Bộ. Đây là kỳ vọng to lớn của đảng bộ và nhân dân toàn tỉnh, và cũng chính là mong muốn của trung ương, của đồng bào, đồng chí cả nước đối với Quảng Bình. Với ý chí và
và những ý sâu sắc đó. Thay mặt bản chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình chúng ta thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Xin kính chúc các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, chúc đại hội thành công tốt đẹp.